bộ mắt thì dùng vitamin A, còn muốn thông minh hiểu biết thì phải đu idol cùng chị Kính Đố Vui. Nhớ mang sách bút ra ghi chép kiến thức nha. À, tí thì quên, like video nữa đấy. Câu 1, bạn có nhận ra idol này không? Ten Ten là anh cả của Hero Team Mr. Vịt nè. Để xem chị Kính và fan biết những gì về anh chàng soái ca này nào. Câu 2, đầu tiên ai nhớ anh Vịt sinh năm bao nhiêu không? Vừa là trưởng nhóm, vừa là thành viên già nhất nhóm. Anh ấy sinh năm 1995 và cầm tình con heo nha. Nhưng hổng có giống heo chút nào hết á. Cô ba, tên thật của anh Mr. Vịt là gì? Kính cũng đã từng tiết lộ tên thật của trưởng nhóm Hero Team. Anh có tên là Quách Hoài Việt, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng lại cực kỳ yêu thích miền Nam. Bởi vậy mà anh mới có nhiều anh em, bạn bè ở trong miền Nam đấy. Ví dụ như là anh Phong Cận này. Cung hoàng đạo nào. Wow wow, fan nào biết anh Vịt thuộc cung hoàng đạo nào thì like video điểm danh fan cứng đi chứ còn gì nữa. Anh Mr. Vịt sinh ngày 18 tháng 3 và thuộc cung song ngư. Những chàng trai song ngư sở hữu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, đầu đội trời, chân đạp đất, có trực giác nhạy bén và cực kỳ thông minh. Hello baby, I miss you. Câu 5, trước khi làm một YouTuber, anh Vịt đã từng làm nghề gì? Trước khi trở thành một YouTuber như bây giờ thì anh ấy phải trải qua rất nhiều lần thất nghiệp và làm nhiều nghề khác nhau như làm nhân viên phục vụ bàn, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên lễ tân và rất nhiều công việc khác. Điều này cũng do gia đình của anh ấy không được giàu có, thậm chí là khá nghèo đấy. Câu 6, bạn có biết bố của anh Mr. Vịt làm nghề gì hay không? Được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng không phải ai ở Hà Nội cũng giàu có đâu các bạn ạ. Bố của anh Vịt làm nghề sửa xe đạp, phá xăm xe hoặc sửa các đồ điện như là quạt điện này. Còn mẹ của anh ấy thì làm công nhân. Vì gia đình nghèo nên anh Vịt đã rất nỗ lực để có thể giúp đỡ bố mẹ. Bây giờ thì gia đình anh ấy khá giả hơn trước nhưng bố anh ấy vẫn không bỏ nghề sửa xe đạp đâu các bạn ạ. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loài, dừng tình người trong ngày mai, thành phố nối con xa vời vời, người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loài, dừng tình người trong ngày mai, thành phố nối con xa vời vời, người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Quay trở lại với Mr. Vịt và Hero Team nha. Bạn có biết anh Vịt chơi thân với ai nhất trong Hero Team hay không? Là chị Camui hay là anh Phong Cận nhỉ?
và Mr. Vịt là hai anh em rất thân thiết, nhưng người bạn thân tri kỷ của anh ấy lại là chị Camui đấy các bạn ạ. Chị Camui cũng là thành viên thứ tư của Hero Team. Lúc bắt đầu làm YouTuber, chị Camui đã được anh Vịt lấy kênh YouTube phụ của mình để làm kênh cho chị Camui nữa đấy. Tiếc là sau này kênh đó đã bị hack các bạn ạ. Là trưởng nhóm và tất nhiên anh ấy khá là nghiêm túc, thậm chí còn bị một thành viên trong nhóm bóc phốt là cực kỳ khó tính nữa. Bạn có biết ai đã bóc phốt anh Mr. Vịt không? Trong một lần offline meeting của Hero Team, các thành viên đã không ngừng bóc phốt nhau và Mimi chính là người bóc phốt anh Mr. Vịt rất hay cáu và thậm chí là giật cá chém thớt. Bực mình với một thành viên nào đó nhưng lại có thể quạo với cả nhóm. Thấy ya, là trưởng nhóm khổ lắm chứ đùa đâu. Bạn nào làm tổ trưởng hay lớp trưởng là hiểu rõ đúng không nào? Rồi. Em sẽ bóc phốt anh Vịt nha. À dạ. Rồi. Và để xem tật xấu của Vịt là gì nha. À, Vịt là một người rất là nghiêm túc trong công việc. Và mỗi lần mà mình gọi là mình tự vui mình trước thì mình hay ham ngủ lắm mọi người. Và khi mà mình kiểu như mình ngủ quên á thì Vịt sẽ kiểu rất là quạo. Và có lúc mà mình nghĩ rằng cái này là tính nóng của Vịt. Và có lúc Vịt quạo mình xong Vịt quạo lây qua anh em luôn. Câu 9, bạn có biết trước đây ước mơ của anh Mr. Vịt là gì không? Nếu bạn thường xuyên xem livestream của anh Vịt thì sẽ thấy anh ấy có một giọng hát rất hay và ước mơ của anh ấy là trở thành một ca sĩ đấy các bạn ạ. Anh Vịt cũng thường tham gia vào đội văn nghệ và còn giành các giải thưởng lớn nhỏ nữa cơ. Chà chà, vừa đẹp trai lại tài giỏi, hát hay nữa chứ, xứng đáng có 10 người yêu nha các bạn ơi. Cùng nhau trèo lên quán dốc lốc cà lốc công tìm góc thay đà, dừng chân thêm ba miếng trầu vui đầu tay không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim cách lách cà lách cách tìm đến chim kêu, rằng à có ba cô nàng mà đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền. Hồi cây đa sao băng gió mỗi khi đêm về tan tinh tinh tang, bóng nàng những bóng đầu hàng lôi dây tờ hồng để ai ngóng trông, rằng ai đi qua quán dốc nhé chân quay về tên miếng trầu khay, bóng đà son bóng từng bay đợi ai ai chờ đợi ai. Câu 10, có thể bạn đã biết thì trước đây anh Vịt cực kỳ béo, cân nặng của anh ấy lên tới tận 87 cân. Vậy các bạn có biết lý do khiến anh ấy béo như vậy là gì không? Anh Mr. Vịt là một người mập, béo. Khi đi ở sân trường, anh còn bị các bạn trêu là con lợn đeo kính nữa đấy. Lý do là vì anh ấy không kiểm soát được việc ăn uống và không tập thể dục thể thao. Mãi đến năm 2013, sau khi bị người yêu chia tay, anh ấy mới quyết tâm thay đổi bản thân. Anh tự đặt mình vào một chế độ ăn uống và tập luyện một cách điên cuồng. Và kết quả là có một Mr. Vịt đẹp trai như ngày hôm nay. Anh Mr. Vịt ghét điều gì nhất? Cả ba điều trên đều là những điều mà anh Mr. Vịt rất ghét, nhưng ghét nhất có lẽ là bị nói xấu các bạn ạ. Anh là một người khóa cầu toàn và cực kỳ ghét cảm giác bị người khác nói xấu, đặc biệt là nói sai về mình. Thế nên đây cũng chính là điểm yếu của anh đấy. Thế cậu còn buồn nữa không? Tớ chỉ buồn một tí thôi. Thế lúc nào cậu buồn thì cậu bảo tớ nhá, tớ sẽ buồn cùng cậu. Câu 12, đố bạn anh Mr. Vịt là người mai mối cho cặp đôi nào trong Hero Team? Một tay anh Vịt đẩy thuyền đó các bạn ạ. Dù làm việc chung nhóm, các thành viên rất khó để có thể yêu nhau, nhưng anh Vịt lại làm mai cho hai anh chị, ủng hộ Phong Cận tỏ tình Sammy. Quả là một người anh vĩ đại và siêu đáng yêu đúng không nào?
máy tính để bắt đầu công việc này. Nhưng như chị Kính đã tiết lộ ở trên thì nhà anh Vịt rất nghèo, anh ấy đã không có đủ tiền để mua máy tính. Và một trong số những thành viên của Hero Team đã cho anh Vịt mượn tiền, bạn có biết đó là ai không? Anh Phong Cận, chị Mimi hay là chị Cá Mụi? Wow wow, đúng là một người bạn tri kỷ. Vào lúc hoạn nạn nhất thì anh Vịt luôn có chị Cá Mụi đứng sau ủng hộ. Từ việc chị ấy đã đồng hành cùng anh ở nhiều dự án, tính đến nay cũng đã là người bạn thân 10 năm rồi đó các bạn ạ. Và cái ngày mà anh Vịt bắt đầu mua máy tính để làm việc thì số tiền đó là một phần của chị Cá Mụi. Nhấn like ngay cho tình bạn kim cương này nào. Anh Vịt là người hướng nội hay là hướng ngoại? Ở Hero Team thì làm gì có ai hướng nội cơ chứ? Không những hướng ngoại mà anh ấy còn hướng lung tung nữa cơ. Bảo sao mà có đàn em chất hết nấc. Nếu em hỏi anh em mấy điểm thì anh trả lời là em không điểm. Không điểm nào chấm được em. Câu 15, anh Vịt đã từng mua món đồ gì cho cả công ty? Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, anh Vịt thực hiện thử thách mua hẳn một xe cá viên chiên tặng cho công ty. Đang giảm cân mà mua về cho công ty, hẳn là một người sếp nhà người ta. Câu 16, nếu chỉ dùng 3 từ để miêu tả Mr. Vịt, bạn sẽ chọn từ nào? Comment xuống dưới luôn nhé. Video dành riêng cho fan cứng của Mr. Vịt đến đây là hết rồi. Fan cứng, fan mềm cũng có thể xem nha. Nhưng nhớ là like video và đăng ký kênh cho chị Kính đố vui đó. Bye bye.